Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Tiếp tục tin mừng của Thánh Gioan sau cái biến cố, sau cái phép lạ mà Giêsu hóa bệnh đã nhiều lần trước. Ngày hôm nay Giêsu khẳng định Ngài là bệnh chuyển sinh. Ai đến với ta không hề phải đói và ai tin vào ta không khát bao giờ. Một thực tế người ta sẽ cảm nghiệm được nếu như Thánh Phaolô nói: đối với tôi sống là Đức Kitô và tôi sống là Đức Kitô sống trong tôi. Đó là một cảm nghiệm đích thực về cái cuộc đời của vị thánh này đối với thánh thể của Chúa, đối với lời của Chúa ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng trông chờ vào những cái còn là cái của cải vật chất hoặc là ăn no lên cho thân xác như ở trong bài tin mừng tuần trước. Nhưng Giêsu muốn ám chỉ đến một thực tại khác. Ngài đến là để làm chứng cho sự thật. Nơi Ngài là kết tinh của những thức ăn tinh thần để giúp cho chúng ta ở trong đời sống đạo. Với tâm tình đó, chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi, những thiếu sót của chúng ta khi mà chúng ta còn quá bám víu vào cái thực tại của trần gian này mà chúng ta quên rằng ở phía sau đó còn một đời sống thiêng liêng, còn một đời sống nội tâm, còn một đời sống thần thánh mà chúng ta phải cố để đạt được trong cái cuộc sống mà sau. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi, những thiếu sót của chúng ta để xứng đáng từ này. Tôi tu nhận cùng Thiên Chúa toàn thân. Lời Chúa
thương dân. Xin Chúa hằng du thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và tình thương mỗi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện duy cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Và ông Ananias, con cái Israel, nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi trên bên nồi thịt và ăn bánh cỏ thơm? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đó. Đức Chúa phán cùng ông Môi-se: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình. Ngày nào theo ngày đó, ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu rất. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt và buổi và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh cỏ thơm, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều chim cút bay đến rợp cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau: Ma-thôi nghĩa là gì? Cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môi-se bảo: đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của anh. Đó là lời Chúa. Oh,
anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ ở tín hiệu Ê-phê-sô: thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em hãy cảnh học biết về Đức Kitô như ngoại đó. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ các tinh thần của người đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đó là lời Chúa. Thưa Ngài,
xin cho chúng tôi được ăn ma kiếp thứ bảy này. Thưa Giê-xu ta, chỉ tôi là bánh được sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, và ai tin vào tôi không tham bảo rằng. Thưa cộng đoàn, Chủ nhật thứ 16 từ đầu năm phục vụ cho đến Chủ nhật thứ 16 của năm B, chúng ta liên tục nghe các cái bài tin mừng của theo thánh Marco. Và có một điều là bắt đầu từ Chủ nhật tuần trước và liên tục tới 4 cho đến 5 tuần kế tiếp đây, chúng ta sẽ nghe những cái đoạn tin mừng của thánh Gioan, và đặc biệt là tin mừng của thánh Gioan ở trong chương 6, một diễn từ nói và khẳng định Chúa Giêsu là bánh được sinh. Bánh, một thực phẩm để nuôi sống con người. Chúa Giêsu làm dấu lạ để rồi nuôi 5.000 người, và từ đó người ta bắt đầu tìm cách để chạy đến với Chúa, để rồi tìm kiếm một thứ lương thực để được nuôi dưỡng, để được no. Nhưng mà ngày hôm nay ở trong bài tin mừng thì chính Chúa Giêsu lại trách họ: tôi bảo thật cho ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no thêm. Hãy ra công làm việc vì một thứ lương thực trường tồn đem lại sức trường sinh mới là quan trọng. Đọc đến đây thì ta có một suy nghĩ về một cái bánh thật mà Chúa Giêsu muốn đem lại cho con người của chúng ta. Đó không phải là một cái bánh vật chất để mang lại, để nuôi sống cho đời sống thân xác, nhưng một thứ bánh trường tồn, một thứ bánh tinh thần. Ở nơi Đức Kitô có đầy đủ mùi vị tinh thần. Ở có một câu mà tin mừng Gioan nhắc đến ở trong bài tin mừng của tuần trước, là khi mà dân chúng chạy đến để tìm kiếm Chúa Giêsu và tôn họ lên là vua, thì tôn Chúa Giêsu lên là vua thì ngài tôn Chúa Giêsu một mình. Ngài là vua, nhưng mà vua không phải là một vị vua để đem lại những cái gọi là nhu cầu vật chất hoặc là những nhu cầu của đời sống chật thế. Nhưng ngài là vua, vua đến để làm chứng sự thật. Khi đối diện với Phi-la-tô ở trong cái hành trình đi chịu trước, Chúa Giêsu đã nói gì? Ông Phi-la-tô hỏi Chúa: thế ông là vua sao? Chúa Giêsu trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì binh lính của tôi đã dấy lên để chống lại. Nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này. Thế vì là tôi hỏi là: thế thì ông đến đây để làm gì? Tôi đến là để làm chứng, và làm chứng cho sự thật. Một vị vua của sự thật, một vị vua của công bình, một vị vua của mạng án. Và ở thiên thần giá, trong thân xác tản tơi của một con người, thì Giêsu lại khẳng định mình qua bản án mà được gửi cho khán giả viết ở trên thập giá. In trên cái gì vậy? Chúng ta phải nhận Giêsu Nazareth, Roi Israel. Trong tiếng Latin, tôi không có nhắc được tiếng Latin, nhưng mà dịch là Chúa Giêsu là người Nazareth, vua của dân Châu Phi. Ở trên thập giá, ngài khẳng định ở trong thân phận của khổ giá, ở trong thân phận của cuộc hành hình, ngài mới tôn phong ngài là vua. Vua phải chăng ở đây là vua của sự đau khổ, vua của một tinh thần, một cảm điên, để rồi khẳng định chính ngài là vua, vua để làm chứng, để
bảo vệ cho sự thật, chấp nhận hy sinh để bảo vệ cho sự thật và đem lại yêu cứu độ cho con người. Tôi đến đây tôi lại có một cái suy nghĩ về những cảm xúc, về những cá nhân, về những rung động ở trong tâm hồn của con người khi mà đứng trước những nền nghệ thuật của âm nhạc, của hội họa. Có đôi lúc âm nhạc đấy, có đôi lúc những cái tiếng ồn đấy, người ta sẽ có những cái cảm nghiệm khác nhau. Mỗi cái cung bậc của âm nhạc có thể dịch lên ở trong tâm hồn của con người một thứ cảm xúc. Người ta có thể nghe những bài hát vui thì ở trong tâm hồn của con người cũng lâng lâng. Người ta có thể nghe bài Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, người ta có thể cảm nhận được cái sự buồn hát hát. Người ta có thể cảm nhận được những cái bài hát này, bài hát khác, một những cái cung bậc của âm nhạc có thể dẫn đến những cảm xúc khác nhau, dựng nên ở trong tâm hồn của con người những cảm xúc khác nhau. Và tôi nghĩ rằng đó chính là những thức ăn ở trong tinh thần, không phải là thức ăn vật chất, mà là thức ăn về tinh thần của con người cũng rất cần thiết ở trong từ sâu. Đó phải chăng là những thực phẩm của tinh thần. Và ngày hôm nay bài tin mừng cũng cho chúng ta một cảm nhận đó, không phải là một thức ăn vật chất. Tuy su phải chăng ngày kỳ rất nhiều người chú hái, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông thấy xấu lại, nhưng vì các ông đã ăn bánh no nê. Ngài khiển trách những người châu Thái hay Ngài đang khiển trách chúng ta? Đôi lúc trước những cái nhu cầu của vật chất, của cơm áo gạo tiền, những vấn đề lo toan cho con cái được ăn, được mặc, được học hành, đôi lúc nó che đất đi một cái cảm nhận về một thứ lương thực trường tồn, thứ này được sinh. Có những người họ đã cảm nghiệm được. Thánh Phaolô chẳng hạn: tôi sống mà không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Ngài đã cảm nghiệm được, sống được, và cuộc đời của Ngài đã thể hiện được những cái cung bậc về cảm nghiệm, về bánh ngài sống ở nơi Đức Giêsu, đến nỗi chấp nhận để theo mẫu gương của đấng mà Ngài đã chấp nhận cho đưa vào đó trước, đó là Kitô chấp nhận chết theo gương của Ngài. Và ngày hôm nay có lẽ cần phải đặt lại vấn đề về sự lương thực, gọi là lương thực bánh trường sinh của chúng ta. Cho nên ở trong vấn đề về cái thứ lương thực về tinh thần, tôi nghĩ là lời Chúa Giêsu mà kết tinh tất cả những cái cung bậc của cuộc sống, những cảm nghiệm về đời sống thiêng liêng, về sự thật, về ân ái, về tinh thần ở nơi này. Một thứ bánh trường tồn có bao giờ chúng ta đã cảm nghiệm chưa, hay là chúng ta để cho cuộc sống vật chất của đời này đang bóp chết những cái cảm nghiệm và những lương thực tinh thần mà chúng ta đang đón nhận qua cái thánh thể, qua lời của Chúa? Các bài đọc và bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô này nói rằng: anh em đừng sống như dân ngoài nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em đã chẳng học biết Đức Kitô như vậy đâu. Nếu anh em đã được nghe về Kitô và được dạy dỗ theo tinh thần của người đúng như sự thật ở nơi Đức Kitô, hãy cởi bỏ con người cũ để sống cái cuộc đời cá nhân ở trong một thứ lương thực mà Chúa đã ban cho chúng ta bằng chính cái chết của Ngài, bằng thịt và máu của Ngài, bằng sự hy sinh của Ngài mà bài tin mừng ngày hôm nay nói đến. Cái điều đó, sự đón nhận đó, ăn thứ bánh đó, Chúa Giêsu mời gọi: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, mà có một điều nữa là tin vào tôi thì không khác bao giờ. Bánh đó chỉ có thể cảm nghiệm bằng đức tin của đời sống con người của chúng ta. Khi chúng ta đã lãnh nhận cái đức cửa rồi thì chúng ta cũng lãnh nhận đức tin.
để cảm nghiệm, để đón nhận bản mạng Chúa ban tặng. Thế thì đức tin của chúng ta khi đón nhận bản đó ở mức độ nào? Không nhắn trả lời hay như chỗ mà anh chị em không? Mà mỗi người chúng ta sẽ trả lời với Chúa, trả lời với Chúa về cảm nhận mà đức tin chúng ta có được ở nơi Đức Kitô là bánh đích thực, bánh nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta, bánh có thể dẫn đưa chúng ta về trong cái cõi vinh hằng ở trong vương quốc. Nơi đó chúng ta sẽ được cảm nhận về chính Chúa, đấng ban sự sống, đấng ban tình yêu và đấng ban những cái lương thực tinh thần cho chúng ta. Một lời ý, một tâm tình đó để hồi ngày hôm nay chúng ta qua bài tin mừng chúng ta suy xét lại, phải chăng Chúa Giêsu đang hiện trong chúng ta? Anh em đến là bởi vì anh em được ăn to đi, phải chăng là Chúa muốn nói rằng coi chừng cái đời sống vật chất của đời này có thể dần chủ như là một cám dỗ cuộc đời của các em? Hãy tìm một thứ lương thực, cố gắng bươn chải để tìm một thứ lương thực trường tồn, nuôi sống đời sống thiêng liêng đạt được của anh em, để qua đó chúng ta có thể đạt được nước trời. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, thank you.
chiều cho đến Đức Giêsu là đấng trường sinh, nên những ai đi vào quỹ đạo tình yêu của Ngài và sống sung mãn huyền nhiệm yêu thương, người đó không bao giờ chê. Với lòng tin tưởng luyến yêu Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chính tôi là bánh trường sinh, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha cùng các mục tử trong hội thánh luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để cuộc đời các ngài trở nên tâm băng đề ra cho nhiều người bằng những dân thân phục vụ với hết lòng hy sinh tận tùy mà nuôi dưỡng đức tin cho đoàn viên của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thank you.
cùng thương tình viên đôi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy đi đến tâm hồn lên. Chúng con đem hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là xứng đáng phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không ngừng cảm nghiệm những được những hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đám hướng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lành Chúa thanh thần như ân huệ với đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hương mộng nhiều vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa. Xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse 300 năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đang sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời gian. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Oh.
Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh với trời hồi hướng chúng con. Xin tiếp tục trời sẽ nâng đỡ để chúng con xứng đáng hướng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa ơi chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn thân là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi.